Hello, hello, xin chào mọi người. Hôm nay là tháng 5, 2021, là sinh nhật của hai người chị của mình luôn. Là chị Anh Thư với lại chị Hằng, Alexa. Hôm nay gia đình làm tôm thật là lớn đây. Tôm nướng ha, ok. Ăn với lại, chắc cái này gỏi cuốn ăn rau quá nhỉ. Ok. Đó, rồi, bao nhiêu món bên đây đây? Ở đây có bắp nè ha. Rồi, cái này món gì đi Thư? Súp súp gà, súp gà. Còn cháo cái này là gà. Cái này gì đây? Thịt hả? Tép mỡ. Cái này cháo gà. Cái này tép mỡ. Wow, cái này cái gì đây? Cái này gà nướng. Gà nướng lemon nè. Này của đâu gà nướng này? Anh Vũ. Đó. Ngon không quý vị? Đó. Rất là ngon, rất là ngon. Rồi, mời các bạn nha. Hôm nay ăn sinh nhật của hai người chị của mình đây. Còn bên kia nữa. Hi, hello Tutu, hello there, hi. Hi there, I see you. Hi there, hello there. Hello. Okay, and then we have some more food here. We have steamed chicken. We have steamed chicken. We have, I don't know what that is, probably some kind of lobsters or something. Mm-hmm. So, a lot of food. And we still have Ava again. Hi, Ava.